Đỡ tôi câu về 25 con tụi bự vậy ra. Được, giúp cho lẹ quá. Ờ, nó giảm cái siêu, nó lẹ đó. Mà nó béo à. Nó béo như mà xương. Nhưng mà nó nghe mùi rau. Nó béo mà nó ướm lắm. Đầu nó ướm lắm. Nó phải đầu nó ướm. Nó biển nó ngon chắc á. Nhưng mà sáng ta bắt. Nó sao nó ngon rồi. Nó bắt rồi. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Là giờ chị bán mua rồi. Không,
không á. Lục với cái con to với đứa bự nữa. Nó từ vừa dắt nó bung rồi nhé, đi chào nó nằm chung với con mà nó bị rồi á, hồi chưa hồi chưa mà hồi chưa mà nó bé hồi nó mà mày cắn nó mày sợ nhỏ mà mình đào cắn nó đang nước đầy nước đồng mà mày rửa ở trong bị nó nhỏ đây sao rồi cắn đi mà ăn thử đi là nằm trong nước mặn hết mà nó nuôi nước mặn mà cái đây là nó mà nó nằm với lối kha. Anh à, đang vô nó rửa mà kêu không phải có bổ đầu rồi nhỏ đó anh đang thử đây. Mẹ nó có mẹ. Để anh em ngồi nước mặn. Còn bên đây còn có một lau quá. Chắc còn một người gì không? Không không có bụng muốn gì cái ốc trong bỏ vô mình cái lỗ biển là biết nó tóm thèm không biết nghe mùi nước phòng nghe mùi nước phòng mà bây giờ không một để nó cũng không được nha cái đồng nghe nó miệng nó đó cái ngô này nó ngang quạ nó quỷ nó không ngọt nhưng mà nó tóm mình bét đi liền mình ăn liền á chứ còn nó ngâm từng kia xong thằng nọ con gì cái nấu nữa cái nhìn sao mà dắt nè ai cho con cái dạng luôn vô thử đi thử đi hết đi này là chung ừ. Thì có một con một mẹ này khóc nè hỏi khóc đi dè con ướt thêm trẻ ướt thêm dè rồi phải làm mình đừng hướng dạo chịu ổng đòi ngủ chửi luôn rồi ôi ngủi ở trong ba thằng chửi ba thằng đều giống như tùng đó ở chỗ dĩa nãy có đuổi đuổi đâu ba con lên thôi đều quên luôn á có cái nó bỏ rồi đó thôi để tử điện tử vô chạy thôi là nó tử rồi. Cái này cái không được nghe như tầm là dễ rồi. Cái nào cái tấm mấy phần là mấy phần. Thằng kia nó hồi đầu giờ nào nó nhớ cái này chữ nó dài đó. Chữ không? Có cái máy ta cho hết coi. Nó vừa ở đây hết chưa? Nó mỗi tháng lên đây có người hất tóc cho nè giống như Nam nè rồi thử chuyên nghiệp mà thì đó đi làm mấy bây giờ để máy ra cho khách coi hết đi. Ngày nay là em dán cho nó cái men treo rồi đó, bà nhớ vô đầu em men treo rồi, nuốt cũng men treo nữa à, quá rồi cũng không thổi rồi.
tôi nhắc tôi vô xong mà nó làm ba cái bà mấy rồi. Dạ đây à, ai người ta làm 70-80 cái nó mà nó làm ai, nhưng mà bây giờ làm vậy nó mới lên tay nghề. Làm chất quay đâu có lên tay nghề rồi sang cái người rồi đó. Ủa của trên đảo tôi chạy rồi tôi mở phải đậu trong nghe áo nghe ra đi gì sáu nữa hả. Ủa chứ ở ngoài tiệm tao thử tay vô ra thử mày làm mà phở nó mặn cái nó đắt à. Tao mà tốt vào tao có chơi mà cái lo làm gì tao đem cái đồng kéo của tao á. Thôi kiếm luôn á. Gì vậy? Hả? Lễ này đi hát cho đi đi. Đó, theo bỏ chữa trên cắt đó. Cái hồn hình sảnh nó mở cái hồn luôn đi vô bà nào hát hát luôn tại đó luôn tại bãi luôn. Ai cho em vô. Em không cho, tôi tính xe mình chứ đâu phải không đi giường đâu. Đi lên hết chứ. Đi đường đi được. Anh nói em vô đi chỗ giường. Đâu có đem vô giường chứ mình đậu nghe cái bãi đó. Có màn hình sẽ có chữ bự đó. 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 Tích cực luôn á. Ờ, xem mình có cái loa đó, có mua loa đó. Chúng mình rô chứ. Bây giờ mấy người chơi luôn sao nhắc vô chơi nhắc luôn mà. Vợ em đồ đầu gắn kìa. Vợ em nó còn nói sao ai cũng gắn, từng ông gắn. Không xài đâu mà gắn. Vậy cái hồi cần thiết xài luôn đó. Không xài. Gì đâu mà bà nói luôn đấy đó. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Trả hát con đó. Con này đó. Cái con đó đỏ, cái con nó đỏ hết. Con đó là phải cái xả đâu. Xả là muối cho nó làm vậy ta tiếng nó đồ. Ừ, nó là làm người có bắt được vô mày phải ơi, nó làm nó thấy mấy cái con đó mà ở Việt Nam kêu phá lúa đâu. Ở bên này cái lúa này chỗ ra. Sao đi nhau là sáng rồi đó. Con đó coi nhà nước cấp. Con đó. Không, cái này lúa là cái lúa